Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ bắt đầu một cái series các bài guitar giới thiệu cơ bản cho người chưa biết gì về đàn guitar. Bạn đang muốn học đàn guitar, bạn cũng có sự đam mê và chịu khó thì series các bài giảng này sẽ rất phù hợp với bạn. Dĩ nhiên là khi bạn muốn học guitar thì bạn phải chịu dấn thân một tí, tức là phải dành thời gian tập luyện, phải mua đàn guitar, đó là chuyện bắt buộc. Còn nếu bạn nói là bạn chỉ cần thích đam mê và các bạn xem thôi mà các bạn không luyện tập thì không bao giờ các bạn đánh được đàn. Bởi vì đàn guitar để đánh được thì chỉ có một con đường duy nhất, đó chính là luyện tập và luyện tập. Dĩ nhiên ở mức độ các bạn, mục đích các bạn đặt ra là mình muốn chỉ là đánh cơ bản các bài guitar, đánh cho vui, đánh được vài bài các bạn yêu thích, hoặc là các bạn muốn nâng cao hơn, nghiên cứu sâu hơn về guitar, thì lúc đó các mục đích của các bạn đạt được hay không là qua cái quá trình mà các bạn luyện tập. Thì trong cái video đầu tiên này mình xin giới thiệu các bạn cơ bản về cây đàn guitar, để ít nhất là mình khi mà mình ôm cây đàn lên thì người ta hỏi mình thì mình cũng phải biết được một vài cái điểm đặc trưng của cây đàn guitar. Thì đầu tiên mình giới thiệu về các bạn cây đàn guitar thùng, thì nó cơ bản nó có những cái phần như sau. Đầu tiên dễ nhận ra thấy nhất là các bạn thấy nguyên một cái thùng đàn như thế này. Đây là cái lỗ thoát âm đây, để nó khi bạn đánh nó phát ra âm thanh cộng hưởng và phát ra âm thanh cho các bạn. Còn nguyên đây là gọi là cái thùng đàn này. Ở đây chúng ta có 6 dây, cơ bản là 6 dây đàn đây ha. Thì cái phần phía dưới này á, là để các bạn chốt cái đầu của cái dây đàn vô. Thì có nhiều cái cách, có theo một số cách là họ từ phía sau này lên, họ làm cái lỗ các bạn kéo qua và có một cái chốt phía sau này. Hoặc là cái kiểu là chúng ta có cái nhựa này chúng ta gài nó xuống. Thì nguyên cái phần này người ta gọi là con ngựa nha các bạn. Tiếp theo phần thùng này là nguyên cái phần dài này gọi là cần đàn. Cái cần đàn này nó được chia ra thành từng khoảng nhỏ 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 như thế này. Thì mỗi cái khoảng nhỏ này giữa hai cái miếng đồng, hai cái miếng kim loại này á, thì người ta gọi là cái ngăn đàn. Còn cái miếng kim loại này người ta gọi là cái phím đàn các bạn. Cũng rất đơn giản ha. Thì trên cái cây đàn này thì các bạn thường thấy ở cái cần đàn á, họ có những cái chấm tròn hoặc là một cái biểu tượng nào đó, hoặc là cái hình chữ nhật, cái hình vuông gì đó ở trên một vài cái ngăn. Thì thông thường á là nó nằm trực diện, các bạn có thể nhìn thấy luôn ở đây. Nhưng đối với cây đàn của mình thì theo cái dạng thứ hai, tức là các chấm này nó nằm ở trên đây, các bạn thấy không, các bạn thấy không đó, nó nằm ở trên này để cho các bạn nhận diện. Thì nói chung cách nào quan trọng là các bạn tập quen thì các bạn nhìn trên này hoặc là ở dưới này nó đều thuận lợi như nhau cả. Thông thường thì nó nằm ở ngăn 3, ngăn 5, ngăn 7, ngăn 9, 12 và 15, các chấm đó, đó các bạn. Thì tiếp theo cái phần cần đàn rồi thì chúng ta sẽ đến cái đầu đàn đây ha. Cái đầu đàn này thì các bạn thấy là nó có các khóa đàn ở đây để các bạn quấn dây vô, các bạn căng cái dây đàn lên hoặc là các bạn hạ nó xuống. Thì ngay cái khóa đàn này nó sẽ chỉnh cái dây đàn của bạn cho nó gọi là đánh tuning đó, khi bạn lên dây cho nó đúng. Thì qua quá trình đánh một thời gian các bạn phải chỉnh lại, bởi vì dây đàn của chúng ta căng một thời gian thì nó giãn ra, thì thường nó là nó thấp hơn tí các bạn chỉnh lên đó, hoặc là tác động ở bên ngoài gì đó các bạn phải cân chỉnh lại đó. Thì cái cây đàn guitar thùng này á, nó cũng chia ra làm có một số cái dạng khác nhau nữa. Ví dụ các bạn thấy là cây đàn mình ở đây nó có cái khuyết vô ngay chỗ này. Thì thông thường á, các bạn yêu thích cái dáng khuyết này để mình có thể solo, mình đánh được ở những cái ngăn cao ở đây ha. Còn một số cây đàn họ liền luôn ngay chỗ này, họ bầu vô như thế này ha. Còn nghe cái cần đàn này nó cũng có nhiều dạng. Cái cần đàn này gọi là cái cần đàn acoustic, tức là đúng là cái dây sắt này. Các bạn thấy nó thon và nó nhỏ hơn so với cái cần đàn của cây đàn guitar classic. Guitar classic là guitar cổ điển á các bạn. Thì thường cái dây này gọi là dây nylon. Cái tiếng nó ấm hơn, nó trầm hơn. Và thường là cái cần đàn này á, đây nè, cái bề rộng của nó lớn hơn. Nhưng mà cơ bản vì cấu tạo nó gần như nhau cả thôi. Rồi các bạn mới tập thì các bạn yêu cầu mua một cây đàn guitar
thì có nhiều yếu tố để mình lựa chọn. Thì mình cho rằng một trong những yếu tố quan trọng nhất để mua được cái đàn guitar đó chính là các bạn có bao nhiêu tiền và các bạn thích cái kiểu đàn của mình như thế nào. Thì hai cái đó là quan trọng nhất, bởi vì giá đàn hiện tại nó dao động từ vài trăm ngàn cho đến vài chục triệu đều có cả. Nhưng mà nếu mà tùy theo mục đích của bạn, các bạn chỉ có trong tay 1 triệu đồng thì chúng ta phải lựa chọn một cây đàn guitar làm sao với giá 1 triệu nhưng mà nó phù hợp nhất đối với cái mục đích của mình muốn tập. Đó là điều quan trọng. Và các bạn thấy là trong cái video này mình có để một cái link bài viết đây. Link bài viết này sẽ chỉ cho các bạn 10 bước lựa chọn một cây đàn guitar hiệu quả nhất mà nó tốt nhất đối với bản thân của các bạn ha. Thì cơ bản cái cây đàn guitar như vậy, thì mình giới thiệu thêm cho các bạn về là cái 6 cái dây đàn guitar này. Thì có một nhầm lẫn thông thường của các bạn mới tập, thì các bạn xem một cái bản nhạc á, các bạn thấy trên bản nhạc người ta kẻ có 5 dây, thì các bạn thắc mắc là ủa tại sao trên đó có 5 dây mà ở đây có 6 dây đàn. Thì các bạn nhầm tưởng rằng là các khuôn nhạc, các đường kẻ trên khuôn nhạc là dây đàn, thì điều này là hoàn toàn là sai. Bởi vì các đường kẻ đối với cái dây đàn nó không liên quan gì với nhau cả. Thì thông thường á là khi các bạn biết nhạc lý một tí thì các bạn có thể đọc những nốt cơ bản và các bạn ánh xạ lên những cây đàn các bạn đánh. Thì cái phần này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trong cái video tiếp theo. Còn video này mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm một cái nữa là để dễ cho các bạn tập, thì người ta tạo ra một cái dạng gọi là tab. Tab là gì? Tab là một cái dạng ký hiệu trực tiếp mà các bạn có thể nhìn vào đó, các bạn biết được vị trí bấm lên từng trên dây đàn từ cái khuôn nhạc. Ví dụ như mình nói cái khuôn nhạc nó có 5 cái kẻ thôi, nhưng mà cái tab này á nó có 6 cái đường kẻ, và 6 đường kẻ này nó đại diện cho 6 cái dây đàn này. À thì trên mỗi cái đường kẻ đó họ có ghi cái số. Ví dụ như là với 6 cái đường kẻ đó nó tượng trưng với 6 cái dây đàn này, thì trên từng cái bài nhạc á thì các bạn thấy ví dụ như là cái đường kẻ số 6 họ ghi số 5 ở trên cái đường kẻ đó, thì các bạn biết rằng bạn bấm vô ngang ngang 5 hoặc là ngang 7 gì đó, rất đơn giản. Và phần này nó hỗ trợ thì cũng có một cái đường link kèm theo ở đây, có ví dụ rất chi tiết cho các bạn, đó là cái cách đọc tab và cách sử dụng power tab ha. Thì phần tiếp theo mình giới thiệu với bạn về 6 cái dây đàn này. 6 dây đàn này tính từ dưới lên các bạn, là người ta tính từ dây nhỏ đến dây lớn. Dây nhỏ người ta gọi là dây số 1. Thì dây số 1 á người ta gọi là dây mi ha. Dây số 2 người ta gọi là dây si. Dây số 3 người ta gọi là dây son. Dây thứ 4 gọi là dây rê. Dây số 5 gọi là dây la. Và dây số 6, cái dây mà bự nhất đây, gọi là dây mi. Nhưng mà dây mi thấp cho nên thường ta đọc là dây mì. À, đọc mì để các bạn cảm thấy là nó trầm, nó thấp. Và dây này, nó cao. Ha. Thì với 6 cái dây này là theo cái kiểu người ta gọi là lên dây chuẩn, tức là standard tuning. Nhưng mà các bạn biết là sau này các tay guitar giỏi trên thế giới thì họ không chỉ đánh bằng cái kiểu standard tuning này đâu. Họ lên dây có cả chục kiểu khác nhau. Ví dụ, như là Group D nè, D tuning nè. Đó, ví dụ như Open C chẳng hạn, rất là nhiều. Đó là những cái đó chúng ta, nếu bạn nào nghiên cứu sâu thì sau này các bạn có thể nghiên cứu được ha. Cho nên nếu bạn nào nói là cái đàn này chỉ lên dây như thế này mới đúng, còn các cái dây khác sai, là điều đó không chính xác ha. Thì với các 6 cái dây đàn này, nó sẽ thể hiện được hầu hết được các nốt ở trên bản nhạc. Tại sao mình nói hầu hết các nốt thôi các bạn? Bởi vì âm vực của cây đàn guitar nó chỉ cho bạn giới hạn ở những cái mức nào đó thôi. Ví dụ cái dây, cái nốt thấp nhất bạn đánh này và cái nốt cao nhất ở đây, ví dụ như vậy. Nhưng mà nếu trong cái bản nhạc người ta có thể viết ở những cái nốt thấp hơn, và những cái nốt đó có thể trình tấu được trên cây đàn piano, hoặc là cái nốt rất cao trình tấu trên đàn piano nhưng cây đàn guitar bạn không trình tấu được đó. Cho nên là các bạn nói đây là cái nốt thấp nhất so với cây đàn guitar thôi nha, chứ không phải là trong các bản nhạc nó là nó thấp nhất. À, cũng giải thích cho các bạn hiểu cái phần này thêm. Thì cơ bản là các bạn có thể nắm được về cây đàn guitar như vậy. Thì để đánh được những cái bài hát thì đầu tiên các bạn phải bấm được những cái nốt cơ bản đầu tiên trên dây đàn sao cho đúng. Và nó sẽ được hướng dẫn các bạn trong cái clip tiếp theo về cái cách làm sao chúng ta ôm cây đàn đầu tiên, cảm nhận cách cầm phím,
cách đánh phím làm sao cho chính xác nhất. Hy vọng rằng là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình bằng cách là subscribe hoặc là comment, like. Mình sẽ làm các clip tiếp theo để hướng dẫn cho các bạn bắt đầu một cách hiệu quả nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.